Dạ, em Ngọc Tâm đến cần dục giá rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Hiện tại Tâm đang có mặt tại cái vị trí đất mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Đó, một lô đất. Đất này là đất lúa nha quý anh chị, với diện tích là 1.000 ha. Và cái khu dân cư này thì cũng khá là đông nè. Nằm trên cái mặt tiền đường bê tông 3m cho nên là xe hơi 4 chỗ 7 chỗ mình chạy vào rất là thoải mái luôn. Đó, đất mình thì đã lên nền cao ráo hết rồi. Và đặc biệt một điều là khu vực đất mình là được vô đất ở nha. Cho nên là quý anh chị về mình mua có thể là mình chuyển mục đích lên tổ rồi mình xây nhà thì ok ha. Còn không thì mình để nguyên hiện trạng đất lúa như thế này, để mình về mình làm mô hình nhà vườn, mình cất chồi lá, mình trồng cây này nọ, vườn ao cá thì khá là ok ha. Và với một mức giá chỉ với là 1.950.000 thôi. Thì ngày xưa cái lô đất này Tâm có quay một lần rồi đó quý chị, và với giá là 2.2 ha. Nhưng mà hôm nay là chủ giảm sâu luôn, chỉ còn giá là 1.950.000 thôi. Để quý anh chị về mình mua, mình có thể là mình chơi mô hình nhà vườn hoặc là mình đầu tư lại thì cũng khá ổn trong cái thời điểm này ha. Rồi, thôi để Tâm xoay camera lại cho quý anh chị mình xem là khu đất mình nó như thế nào nha. Rồi đây quý anh chị, hiện tại thì cái đoạn đường này là đoạn đường bê tông 3m cho nên là xe hơi 4 chỗ 7 chỗ mình chạy vào thoải mái nha. Thì từ cái vị trí cái thửa đất này á, nếu mà chạy ra đoạn đường giao thông nông thôn á thì tầm khoảng chừng 40m thôi. Đó, ra tới cái đoạn đường này nè, ra tới ngã ba đường này, nếu mà mình rẽ bên tay trái á, thì mình sẽ ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A thì tầm khoảng chừng 5 đến 600m nha. Đó, còn từ cái vị trí này nếu mà mình rẽ bên tay phải theo tuyến đường giao thông nông thôn này á thì mình sẽ ra cái đoạn đường DH20 tầm khoảng chừng 6 đến 700m thôi. Thì để cuối clip này Tâm sẽ đi ra cái đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mà nó gần đường lớn như thế nào. Tại vì cái khu vực đường này nếu mà mình đi mình rẽ bên tay trái mình ra đoạn đường 85A thì cũng rất là gần ha. Nhưng mà trên cái đoạn đường này thì nó cũng có nhiều cái đoạn đường, nếu mà bên đây á còn nhiều mộ, rất là nhiều mộ luôn, cho nên là sợ quý anh chị mình xem thì mình cảm thấy nó khó chịu ha. Nhưng mà ở khu vực đất gần đất của mình á thì nó không có mộ màu mã gì hết và dân cư thì cũng khá là đông. Đó, cho nên là để chút xíu nữa Tâm sẽ đi ra cái đoạn đường DH20 ha. Và đây là cái vị trí đất mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Đó, cái thửa đất 1.000 mình nó nằm trước cái căn nhà nóc thái này. Căn nhà nóc thái này thì mình ở đây thì vừa mới xây dựng thôi, cũng khá là đẹp. Và cái đoạn đường này buổi tối quý anh chị thấy là có đèn đường, camera an ninh đầy đủ lên, rất là ok ha. Đó, khu vực nhà cửa rất là đông luôn. Thì trong cái khu vực này có một dải phân lô đất lúa và đã được bán hết rồi ha. Và ở ngoài đây thì ngày xưa chủ kêu giá là 2.2 nhưng mà hôm nay hạ giá luôn. Hạ giá luôn, hạ giá 250 triệu luôn ha. Đó, thì chỉ còn với mức giá là 1.950 thôi. Khá là tuyệt vời quý anh chị ha. Rồi, để Tâm nói sâu vào cái thửa đất này cho quý anh chị về mình am hiểu hơn về cái thửa đất lúa này ha. Thì hiện tại ở khu vực này đã được quy hoạch đất ở tại nông thôn rồi, cho nên là quý anh chị về mình mua phần đất này có thể là mình chuyển thổ tầm khoảng 300m ha, rồi mình làm một cái nhà nóc thái như thế này. Còn nếu quý anh chị về mình không muốn lên thổ á, mình sợ tốn phí lên thổ này nọ kia, thì mình cứ để tiền nguyên hiện trạng như thế này để mình làm mô hình nhà vườn, mình chơi cũng khá là ok. Thì cái đất lúa này mình có thể là mình làm nhà lá nè, mình xin mình làm nhà lá nè, rồi mình trồng cây, mình trồng kiểng này nọ kia, rồi mình nuôi cá, phía sau có con ao rất là nhiều cá luôn ha. Đó, và ở khu vực bên đây quý anh chị thấy nè, đó, đối diện với phần đất của mình á, thì nhà cửa rất là nhiều luôn. Và bên cạnh đó có một công ty rất là lớn luôn, đang trong đà phát triển luôn ha. Đó, nhà cửa quý anh chị thấy nè, quá trời nhà luôn. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi sâu vào để Tâm giới thiệu chi tiết hơn về cái thửa đất này cho quý anh chị mình dễ hình dung hơn ha. Thì tổng diện tích là 1.000 đất lúa sổ riêng, và địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và với một cái diện tích thực tế là ngang là 25m tính từ cái vị trí nền cao như thế này. Từ khu vực này là có một cái cọc nè, đó, chạy tới cái vị trí cái đoạn đường bên đây luôn. Thì đất mình là được hai mặt tiền nha quý anh chị, đất mình là được hai mặt tiền ha. Tới cái vị trí này luôn là 25m nè, chiều sâu vào là 35m. Đó, tới cái vị trí dưới đây luôn là 35m, qua khỏi con ao luôn ha. Và hậu nở là 32m. Hướng đất của mình là hướng Tây Bắc, và Tâm được chủ gửi bán với mức giá là 1.950.000 thôi. 1.950.000 cho một cái sản phẩm đất lúa như thế này thì cũng khá là rẻ đó quý anh chị. Đó, ở dưới con ao này thì chủ cũng có nuôi rất là nhiều cá dưới đây này, ha. Đó, về đây thì mình làm hàng rào, mình kéo 40 làm hàng rào thì khá là ok. Đây, cái đất mình tới đây là 35m nè. Đó, xuống tới mí ranh này luôn là 35m. Và cái hậu này á, từ vị trí này tới cái vị trí đoạn đường bên kia đó là 32m nở hậu nha. Hai mặt tiền, một mặt tiền là trên đây,
và một mặt tiền là nằm bên đây. Khá là ok ha. Thì từ cái vị trí thửa đất này nếu bán kính tầm khoảng chừng 600 mét thôi thì có tất cả các tiện ích ngay đầu đường DH20 như là trường cấp 1, cấp 2 nè. Rồi điện máy xanh, bách hóa xanh, trạm y tế, rồi trường mẫu giáo, vân vân, khá là nhiều tiện ích ha. Còn từ vị trí thửa đất này nếu mình về Sài Gòn và các huyện lân cận thì tầm khoảng chừng 15 đến 16 km thôi, tùy cái khu vực mà quý anh chị mình đang sinh sống nha. Khá là tuyệt vời. Bên đây có cái nhà to quá to. Làm hàng rào kiên cố, trồng kiểng, trồng mai này nọ kia thì khỏi hết hết bài ha. Quá đẹp. Ở đây thì chủ thì cũng cho người dân ở đây ta trồng bí, trồng bầu này nọ kia, nuôi cá này nọ kia. Khá là nhiều luôn. Bên đây thì trồng hoa, một miếng đất nhìn rất là sáng quá chị. Thì ở những clip trước á, Tâm có vô đây Tâm quay mấy căn nhà này nè quý chị. Mấy căn nhà nóc thái bên đây nè, và đã được bán hết rồi. Thì những căn nhà nóc thái đó đó là nó nằm mặt tiền của đường giao thông nông thôn. Và cái vị trí đất mình thì nó cách cái đường giao thông nông thôn tầm khoảng 40 mét thôi. Rồi bây giờ tôi xin nhắc lại về tổng diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Rồi cuối clip này Tâm sẽ đi ra cái đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem là khu vực đất mình nó gần đường lớn như thế nào nha. Thì tổng diện tích là 1.000 và địa chỉ đất mình đây là ấp Lộc Tiên, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó, và với cái diện tích thực tế là ngang 25 m tính từ vị trí xe Tâm đang đậu nè. Đó, trên nền cao sẵn hết rồi. Đó, ngay chỗ đó là có hai cái cọc. Từ cái vị trí đó qua tới cái vị trí bên đây. Qua tới vị trí bên đây là 25 m và chiều sâu vào là 35 m ha, hậu nở là 32. Và cái hướng đất của mình là hướng Tây Bắc ha, một cái hướng cũng khá là tốt để quý anh chị về mình mua, mình làm mô hình nhà vườn hoặc mình chuyển thổ, mình xây nhà tự do ha. Đó. Và Tâm được chủ gửi bán với mức giá là 1.950.000, và với mức giá này thì chủ đã giảm sâu 250 triệu rồi. Giảm sâu 250 triệu rồi. Cho nên là quý anh chị về mình mua thì thí dụ như mà có gặp chủ thì bớt lọc thôi quý anh chị, chứ không có bớt nhiều nha. Rồi bây giờ xin mời quý anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cái thửa đất này ha. Rồi Tâm sẽ đi ra cái đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem. Đất mình thì quý anh chị thấy nè. Khá là đẹp ha. Rồi bây giờ thì mời quý anh chị mình theo chân Tâm nha. Rồi bây giờ Tâm sẽ đi ra cái đoạn đường giao thông nông thôn nè. Rồi Tâm sẽ ra cái đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem nha. Đó, nếu mình tới cái vị trí này nè, mình rẽ bên tay trái thì mình sẽ ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A như này Tâm nói ha, tầm khoảng chừng 5 đến 600 mét thôi. Và theo cái đoạn đường giao thông nông thôn này, nếu mình rẽ bên tay phải thì mình sẽ ra cái đoạn đường DH20. Rồi để Tâm chạy ra đoạn đường DH20 cho quý anh chị mình xem nha. Từ cái vị trí thửa đất mà ra cái đoạn đường DH20 thì tầm khoảng cũng 600 đến 700 mét thôi. Và trên tuyến đường này thì quý anh chị thấy là ngày xưa Tâm có quay rất là nhiều clip ở khu vực này ha. Mấy căn nhà này đã bán hết rồi. Đây. Cái đoạn đường này thì buổi tối rất là sáng ha, có đèn đường nè, rồi camera an ninh đầy đủ luôn. Rồi Tâm đã ra tới cái đoạn đường DH20 rồi nè. Để Tâm dừng xe lại rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái đoạn đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung nha. Trước ống kính của quý anh chị á, là cái đoạn đường Trường Bình Phước Lâm ha. Đó, mình qua bên đây đã là ấp Phước Kế, xã Phước Lâm rồi. Bên đây á, là ấp Lộc Tiền, còn bên kia là ấp Phước Kế ha. Đó, nếu mình thẳng theo cái tuyến đường Trường Bình Phước Lâm này luôn á thì mình sẽ đi về đoạn đường quốc lộ 50 ha. Đó thì tầm khoảng 1,5 đến 2 km nữa. Còn nếu mình rẽ bên tay trái qua bên đây á thì mình sẽ ra đoạn đường tỉnh lộ 85A ha. Thì tầm khoảng chừng 800 m thôi thì mình sẽ ra tới đoạn đường tỉnh lộ 85A, mình rẽ trái mình về tỉnh lộ 826 ngã tư Sài Đôi, mình rẽ phải mình về trung tâm hành chính huyện Dục luôn, tầm khoảng chừng 2 đến 2,5 km nữa thôi. Đó, còn cái phía ngược lại này quý anh chị. Trên cái tuyến đường DH20 này á, khu vực này á, thì bên đây có một cái trường tiểu học ha. Bây giờ hiện tại là học sinh đang đi học về. Đó, những cái phụ huynh là lại rước con ha. Rồi chạy tới tầm khoảng chừng 50 mét đó thôi là có cái trường mẫu giáo nè, rồi trạm y tế nè, rồi chợ nhóm nè, vân vân. Rồi nếu mình thẳng theo cái đường DH20 này luôn, tầm khoảng chừng 1,5 km thôi thì mình sẽ ra tới cái đoạn đường DH19 ha. Đó, mình rẽ trái mình về ngã tư chợ trạm, cảng tân tập quốc tế Long An, cảng quốc tế Long An.
đó. Còn nếu mình rẽ phải thì mình về chợ Kiến, chợ Đầu đó. Và cái đoạn đường này là đoạn đường giao thông nông thôn đi vào vị trí đất mà ngày hôm nay sẽ đến quý anh chị nãy đó đó. Thì từ đây mà vào vị trí đó thì tầm khoảng chừng 600m thôi, nó cũng khá là gần ha. Rồi bây giờ tôi xin kết thúc clip tại đây nha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và quên nhớ like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích cái thửa đất lúa 1000m² với giá là 1.950 tỷ, còn Bất Lộc này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại Tâm là 0937 629 679 hoặc xem dưới phần mô tả với Tâm nha. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.